còn cái gì nữa không nhỉ? Ui, tớ thử cho nó ăn cả cái tảng tảng cái tảng đá này xem nó có ăn không nhá. Tớ nghĩ nó không ăn đâu cậu ơi. Đừng vứt ở đấy mà cẩn thận nó tức giận đấy. Cậu ăn cái này không? Ui ui, nó ăn hết rồi cậu ơi. Các bạn ơi, các bạn biết trên tay tớ này gì không? Đây là một cái bánh gạo đấy. Bánh gạo này, nhìn này, bánh gạo này bên trong còn có cả tảo biển nha, ngon ơi ngon. Bạn này tớ thử ăn thử nha. Ngon, ngon lắm mọi người ơi. Đây có cái bánh gạo mà nó mùi thơm như này nhỉ các bạn ơi. Mùi đúng là không khác gì Bim Bim luôn. Bạn nào mà mê ăn Bim Bim nhá, hãy ăn bánh gạo này cực kỳ hợp luôn này. Ui, con gì mà nhìn nó như quả cầu thế này nhỉ? Sao nó lại đến đây làm gì nhỉ? Sao còn há mồm á? À, con này nó định đòi để nó ăn cái bánh gạo này của mình á. Bánh gạo này chỉ một mình tớ ăn thôi, tớ không cho cậu ăn đâu. Ơ, sao định cứ đuổi tớ thế nhỉ? Ơ kìa, kìa. Đấy, cậu ơi, đừng đuổi theo tớ. Đây là bánh gạo của tớ mà. Kìa kìa, thầy đuổi theo tớ làm gì? À, chỉ xin một miếng nhỏ thôi á. Các cậu ơi, có cho cậu ấy ăn không? À, khó à. Thế thì để tớ cứ cho cậu ăn một miếng thôi nhá. Một miếng nhỏ thôi nhá. Chứ không là cái bánh gạo này của tớ cũng ít lắm mà cho cậu á. Miếng to thì có mà hết sạch cả bánh gạo của tớ. Này, cậu ăn đi. Ui, cậu ấy ăn rồi đây này. Ui, sao cậu ấy lại to lên một tí thế này nhỉ? Hình như là mỗi một lần ăn một miếng bánh là cậu ấy sẽ to lên đấy, phải không nhỉ các bạn nhỉ? Hay vừa nãy tớ bị hoa mắt nhỉ? Để tớ thử cho cậu ấy ăn thêm một miếng nữa nhá. Nhìn này, mồm cậu này cậu ấy hơi nhiều răng luôn. Này, cậu ăn cẩn thận nhá, không mà lại cắn vào tay tớ là chết đấy. Này, ui, cậu ấy lại to thật này các cậu ơi. Hóa ra là mỗi lần được ăn một kẹo là người cậu ấy lại to lên một tí các cậu ơi. Bây giờ to thành khổng lồ thế này rồi nè, mà mồm lên vẫn còn đòi ăn thế này á. Ui, tớ không cho cậu ăn đâu. Ui, cậu ơi, có ai ở đây không? Cậu ấy đòi ăn cả tớ đây này. Cậu này cũng to. Ui, có ai không? Cứu với ai? Mình sẽ chui vào bụi cây này để trốn cậu ý. Không biết cậu ấy có phát hiện ra mình không ý nhỉ? Ui, cậu ấy không biết mình trốn trong bụi cây này các bạn ơi. Kìa kìa, vẫn chạy tấp 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 ở bên ngoài này đi tìm người khác để xin ăn rồi kìa kìa. Mỗi một lần ăn một miếng là cậu ấy biến thành to khổng lồ. Bây giờ thành quả cầu khổng lồ rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, đố các bạn biết con này là con gì đây? Bình thường mình hay đi chăn bò, chăn ngựa. Nhưng hôm nay mình đi chăn cái con này này. Con này là con hươu cao cổ đấy. Có bạn nào đã được nhìn thấy nó thực tế chưa? Nhà mình gần đây mới mua được con hươu cao cổ này để về nuôi đây. Con này mai sau còn cao bằng cả một cái tòa nhà cơ. Ăn đi hươu cao cổ ơi. Hươu cao cổ của nhà mình toàn thích ăn những cái lá cây ở trên cao đây này. Nuôi con hươu cao cổ này nhàn lắm, nó chỉ có ăn cỏ mới ăn lá cây thôi, không phải đi bắt cua bắt cá cho con hươu này nó ăn đâu. Đây này các bạn ơi, mình nhảy lên còn chưa tới được cổ của con hươu đấy. Con hươu này mới được 1 năm tuổi thôi mà bây giờ nó đã cao ơi là cao rồi. Ăn nhanh lên nha, để cao khổng lồ lên nha. Ui, cái gì đấy? Ui, bạn nhím. Bạn Trang à, sao lại đứng ở đây thế? Sao tự nhiên câu lại đi lò dò ở phía sau tớ làm gì? Wow. Ê, nhà cậu hôm nay lại có con vật mới à? Đây là con hươu cao cổ nhà tớ mới nuôi đây. Không, nhưng mà tớ tưởng nó phải sống ở châu Phi chứ nhỉ. Nó ở đây mình thì khí hậu như này làm sao sống được nhỉ? Sống được mà, chẳng qua là ở đây nhiều con người. Thế nên là con hươu cao cổ bình thường nó không có ở ngoài tự nhiên thôi. Chứ con này nó toàn ăn lá cây với cỏ mà. Hôm trước tớ cho nó ăn cả cà rốt nhà, nó thích ăn cà rốt lắm. Nhưng mà cậu ơi, tớ vừa gặp mà một con gọi là con người quái vật là hay nó như nào nhỉ? Tớ phải miêu tả cho cậu như nào cho cậu hiểu nhỉ? Nó có hình tròn cậu ơi. Hình tròn người nó là hình tròn, xong rồi nó còn có răng, nó cứ đi quạp quạp xin ăn ấy, xin ăn của tất cả mọi người ấy. Mà mỗi lần ăn xong là nó lại biến thành to lớn hơn ấy cậu ơi. Vừa nãy nó xin ăn gần hết cái gói bánh gạo này của tớ rồi đây này, thế mà nó vẫn cứ chạy theo tớ để nó đòi xin ăn cậu ơi. Làm gì có cái cậu con nào hươu cao cổ ở đây á, cẩn thận mà nó ra đây nó ăn hươu cao cổ của cậu đấy. Ủa, nói linh tinh, làm gì có cái con nào lại hình tròn đấy cậu nhỉ? Hình tròn nó chỉ có là quả bóng thôi chứ làm gì có cái con nào mà lại hình tròn xong lại còn có răng nữa. Cậu mơ ngủ à, làm gì có. Không, ra đây tôi dẫn cho cậu xem nhé. Kìa kìa, nó đứng phía trước kia kìa. Đâu, có phải hình tròn đâu. Con này là con gì mà? Sao con này lại nắm chân thế nhỉ? Con này trông con tớ nhìn nó khác cơ. Con này trông như là nó có cái chân nhện đấy cậu ạ. Ôi, con này bên dưới mình nó lại là một cái xe nhé các bạn ơi. Xong rồi cái đầu nó lại như cái một cái con sâu nó uốn kìa cậu ơi. Con này nó đi đến đâu nó lại ăn
ăn các con vật đến đấy này à cậu? Ui, sao ở cái cánh đồng này lại lắm thứ kỳ lạ thế nhỉ cậu nhỉ? Trên đây vẫn không phải là cái con mà vừa lấy cậu nói à? Không phải, con này nó có hồn ghê, nó độc ác hơn nhiều. Con mừng đen của tớ trông nó đáng yêu lắm. Con này trông nó như con nhện, xong rồi cái đầu nó dài 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 này các bạn ơi. Ừ, nó lắm chân thế mà tớ lại là người sợ nhất nhện đấy các cậu ơi. Ôi thì không được rồi, tí nữa cái con sâu nhện này mà nó đến nó khéo nó ăn thịt cả con hươu cao cổ của tớ ấy. Ui, cậu nói đúng đấy. Cái con này cứ như kiểu như là cái con quái vật chuyên đi ăn thịt các con vật đấy cậu ơi. Không được rồi, mình phải nghĩ cách gì thôi Trang ơi. Trang không á, để thế này nó ăn hết các con vật ở đây đây. Ôi, cái gì đây Trang ơi? Ui, đây chính là cái con vừa nãy xin ăn đấy. Con này mà cậu bảo đấy, cái mà trông quả bóng đấy á. Cậu nhìn kìa, cái mồm nó sợ chưa, nó lại đòi ăn đây này. Ui, thế thì ui, chạy đi không nào nó ăn mình đấy. Ui ui, đợi tớ với, đợi tớ với, chạy nhanh đi Nhím ơi, Nhím ơi. Ui, cái gì thế? Tớ nghĩ ra rồi Trang ơi. Nghĩ ra cái gì? Không phải chạy nữa đâu. Bây giờ cậu vừa bảo là cái quả bóng kia nó càng ăn nó càng biến thành khổng lồ đúng không? Ừ. Thế thì hay là mình cho nó ăn nhiều vào nó biến thành khổng lồ, xong rồi mình dụ nó đi nó ăn thịt cái con nhện kia đi. Ừ, cậu nói hợp lý đấy. Lúc này tớ mới nghĩ ra, thế thì mình sẽ đi dụ cái con kia cho ăn nó biến thành to khổng lồ. Thế thì nó sẽ ăn, nó ra nó ăn con nhện đoàn tàu ấy cậu ơi. Ừ, đi thôi. Đi. Này cậu ơi, đây bánh mít quy mấy một quả mơ, mơ khô cậu ơi. Còn cái gì nữa không nhỉ? Cái con này nó ăn nhiều, phải ăn nhiều cơ. À, không biết là tớ cho nó ăn cái dép này liệu nó có ăn không nhỉ? Đi, mình thử đi. Ôi Nhím ơi, nó ăn trước kia kìa. Con này nó vẫn đứng này. Này, quả bóng ơi, hôm nay ta có thức ăn cho ngươi rồi đây này. Đây là quả mơ nhá này. Ăn đi. Ui, ôi ôi, nó đắp kìa. Nó lại lớn thêm một tí này này Trang ơi. Ôi, nó thích ăn hay sao cậu ơi? Ăn thêm một quả nữa này. Ôi ôi ôi, cậu nhìn thấy chưa? Nó to lên nữa này các cậu ơi. Thế thì cho ngươi cả cái hộp này nhá. Này. Ôi ôi, nó ăn cả cái hộp luôn Trang ơi. Wow, hóa ra con này cái gì nó cũng ăn cậu ơi. Trông bây giờ nó to phết rồi đấy. Được rồi, thế cho ngươi ăn cả cái dép này của ta nhá. Này. Ôi ôi, nó ăn luôn cả dép này. Con này cái gì nó cũng ăn cậu ơi. Ừ, con này nó ăn tạp quá Nhím ơi. Để xem nào, còn cái gì nữa không nhỉ? Ui, gạch cho này. Nó ăn cả cái tảng đá này xem nó có ăn không nhá. Tớ nghĩ nó không ăn đâu cậu ơi. Này. Đừng vứt vào đấy, mày cẩn thận nó tức giận đấy. Cậu ăn cái này không? Ui ui, nó ăn hết rồi cậu ơi. Ui thế thì cẩn thận nó ăn cả cậu đấy. Bây giờ trông nó to phết rồi đấy. Được rồi, này đi theo ta. Ta còn có cái này còn cho ngươi ăn còn thích nữa. Đi 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 đi. Đi nào đi nào đi nào đi nào. Ui nó chạy theo cậu rồi Nhím ơi, cẩn thận nó ăn thịt cậu đấy. Lại đây nào, lại đây nào. Ui ui ui, đây rồi. Cái con nhện đây rồi. Nào, lại đây quả bóng kia. Lại đây. Đây này, ta có thức ăn cho ngươi đây này. Đây này. Lại đây nào. Ui cậu ơi, nó nhìn thấy cái con sâu nhện này rồi. Ui nó thích kìa cậu ơi. Nào lại đây đi. Vào ăn đi quả bóng ơi. Kìa kìa, sáng ra rồi kìa. Ui quả bóng này nó còn to hơn cả con sâu luôn. Nó đang tiến vào kìa cậu ơi. Ui thế này con sâu này bị xử lý rồi cậu ơi. Ui nhìn kìa, nó gặm. Ui ui ui, ba miếng là hết cả con sâu rồi kìa cậu ơi. Ui thế thì cậu chạy nhanh đi, không nó ăn thịt cậu đấy. Chạy thôi. Ui cậu nhìn thấy tớ thông minh không Trang ơi? Ui được đấy cậu ơi, chiêu này của cậu nó quá tuyệt vời ông mặt trời luôn. Tớ lừa cho cái con này nó vào nó ăn thịt con kia, thế là hai con nó ăn thịt lẫn nhau cậu ạ. Hay thật đấy. Ui. À, cậu nhìn kìa cậu ơi, cái con quả bóng sau khi nó ăn xong cái con sâu nhện đấy nó bị làm sao kìa? Sao người nó cứ lung lung thế nhỉ cậu nhỉ? Lúc đầu nó màu vàng, bây giờ nó bị biến đổi màu cậu ạ. Ôi kìa, cậu ơi nó đổ ra kìa. Ồ. Hình như con này nó ăn no quá. Thế nè, nó bị nổ tung rồi cậu ơi. Yeah. Ui, đúng là ham ăn mọi người ơi, cho nên nó mới bị như thế đấy. Đúng rồi, con này nó ăn cả dép, nó ăn cả gạch, cả đá. Ui, bây giờ nó ăn nhiều quá, thế là nó bị nổ tung rồi. Thế là cả hai con cùng bị tiêu diệt rồi cậu ơi.